Giảm xin chào tất cả các anh thủ ạ. Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em. Video này là video thứ hai trong ngày, ngày 9 tháng 11 và video số 350 nha. Video này là sẽ có là bốn con máy Furly cho mình nè, bốn con máy Furly nha và những con máy Viking, Daiwa Viking nha, anh cầu bè nè, cầu Heiichi nha, Ikada. Những con máy ngày hôm nay là sẽ có bốn con, tám con nhé, tám con Viking và một con máy bạn khác nè, những con Daiwa. Những con này thì lô ngày hôm nay nhá, luôn ngày hôm nay thì lô rất hiếm về cho mình. Đây, ở đây là sẽ có là những con máy ngang tay phải ạ, máy ngang tay phải hai con ngày hôm nay cho các anh đánh lô lóc lô chẹm nhá, lô lóc lô chẹm nè, cần câu lô phối hợp với cần câu lô. Bên trên sẽ có máy ngang ạ, máy ngang cho mình đánh lô lóc luôn nhá và đánh dít biển cũng được. Hôm nay cũng có một con Furly gỗ và những dòng máy đứng ạ, máy đứng size tầm 1.000 đến đến là 10.000 ngày hôm nay nhé. Bên trên này có một con rất là đẹp, máy nhôm dạng Daiwa, Daiwa GS có cốt trợ lực nhé. Bên trên thì có những con máy đời cao, cũng dạng đời cao, có thắng ABS đầy đủ ạ. Hôm nay có Navigon và Enos nhé, của hãng Shimano. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại có phim trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Giá bên em báo chưa bao gồm phí ship mỗi máy là 30k. Anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh. Hoặc một sản phẩm các anh chuyển khoản thanh toán trước nhé, thì em bên em sẽ bao ship vào. Và đầu tiên em xin phép lên con nhanh nhá. Con này là bản da ba luôn, em bạn anh xem thân carbon nhá, thân carbon đây. Và đây là cái miếng cái dạng nhựa cho mình, dạng nhựa nha, hàng nội địa Nhật ạ. Đây miếng da ba, con này là thuộc hãng Ryobi, Ryobi nhá. Đây spool control của nó vẫn có đầy đủ nhá. Đây con máy này là máy câu Furly cho mình, máy câu Furly nhá các anh nhá. Rất tuyệt cho con này. Mã số mấy? Mã số 1 giá 220k. Mã số 1 giá 220 nhé. Quay mực đẹp. Tiếp đó nè, vẫn là một con lục của hãng Ryobi nhé. Vẫn có núm spool luôn. Đây, núm spool control vẫn đầy đủ nhé các nhé. Từ số 0 tới số 10. Con này cũng là bản nội địa Nhật luôn, máy Izaba nè, rất đẹp. Tay quay của nó là núm gỗ nè, rất đẹp luôn nhé. Mượt mà. Những sản phẩm hôm nay là những sản phẩm hiếm về cho mình nhé. Đầy đủ. Máy này mã số 2 giá là 250k. Mã số 2 giá 250 nhé, Furly ạ. Tiếp đến nè, con to hơn nhé, nó to hơn nè. Chất liệu của nó là kim loại cho mình. Con này là một con Biula nhé, Biula, hàng nội địa Nhật luôn. Con Biula Inlet, Inland. Con này là CB Big Inland, con này hình như là của nước Anh gì đó nhá. Cũng là xúc nhật cho mình, kim loại, con Furly to, có sẵn dây cước một ít bên trong. Đây, mọi hình đây mà các anh xem. Ở đây là cái núm nha, núm của nó, núm này núm gạt. Và con này mã số 3, giá là 300k, mã số 3 giá 300. Mã số 4, đây, con này là của hãng Daiwa, Daiwa Phantom nhé, Furly nè, máy câu Furly GS7. GS7 nhé, ở đây có in chữ USA nè, con này nội địa Nhật nhé, nội địa Nhật. Con này giống như chất liệu của nó là từ USA gì đó. Đây. Máy câu Furly thì hoạt động là chỉ có như vậy thôi các nhé. Mã số máy là mã số 4, giá là 350k. Núm spool control vẫn có, mã số 4 giá 350. Tiếp đến là một con Viking ạ, Viking nhé, Viking của hãng Daiwa. Những con này thì nội đi Nhật Bản hết ạ. Daiwa Viking GS70 con này. Đây. Xấu đẹp thì hôm nay đều cũng có hết các anh nhá. Nói chung là các anh nhanh tay thì mình còn nhá, chậm tay thì hết thôi. Đây. Con này đây, con này chỉ một tay bên con này bên trái nhá. Bên trái quay được nhá, dùng bên trái được. Và hình như cũng dùng bên phải được nè. Anh đợi một tí. Bên này, con này. Nút xạ. Rồi, con này chỉ có một bên tay trái nhá. Một bên tay trái, con này dùng tay trái các anh nhé. Đây, một chiều chốt chặn đây. Con Viking nhé. Mọi hình đây mà các anh xem, có chóc một tí nước sơn ở trong đây thôi. Con này mã số 5, giá là 350k. Mã số 5 giá 350 ạ. Hoạt động ok nhé. Rồi mã số 6. Đây, mã số 6 con này nó bị mắc cái tem ở bên quanh ngoài nè. Không sao. Con này là Viking. Daiwa Viking 70 ạ. Viking 70. Ở đây thì nó có cái con lăn chạy này không biết như nào. Đây. À hình như con này là con lăn để chi cước nè. Đây nhá. Con này đặc biệt.
Rồi, để một tí. Đây. Con này là một cái bên tay phải nhá. Con này là bên tay phải cho mình. Đây, tay phải nhá các anh nhá. Một chiều chút chặn của nó bên tay phải. Rồi đúng rồi, ok. Ngoại hình của nó đây. Mã số mấy? Mã số 6 giá là 350k. Mã số 6 giá 350 nhá. Những con này thì chắc là hiếm các anh nhá. Nhưng các anh cứ nhanh tay giúp em. Đây. Con tiếp theo ạ. Là một con Daiwa. Daiwa luôn, con này cũng là Viking nè. Con này mắc cái tên thì chắc nó Viking này đó. Chắc nó cũng là Viking GS70 đó. Nó màu trắng ở đây. Để tí nữa em xem con bên trên. Đây nè, con này nè. Viking này nè. Rất là nhiều màu, nói chung là những con này size bằng nhau hết nha. Size bằng nhau hết. Rồi. Con này thì cái lại một chiều, cái lại chút chặn của nó. Các anh về bảo dưỡng lại con này giúp em nhé. Con này cái lại chút chặn của nó thì đây, em mở ra cho anh xem. Anh nào biết bảo dưỡng thì các anh cứ về dùng nhé. Ngoại hình bên trong thì chưa đụng chạm qua. Máy mới về luôn, cái này em mới rửa sơ qua thôi, mới rửa sơ máy rồi em lên cho các anh thôi. Con này mã số 7 giá là 350 nhé. Mã số 7 giá 350. Những con này thì hình như là có thể chế lại được tay trái hoặc tay phải nhé. Con tiếp theo một con Viking luôn, tại qua Viking. Viking GS70 ạ. À. Này GS70 nhá. Và ở đây cho nên có cái khung, có cái khung. À, tay phải nhá, nó chỉ nằm bên tay phải cho mày. Quay ok, thoải mái, hai chiều đây, đầy đủ. À, đây là tắt tiếng kêu, tắt bật tiếng kêu, ở đây là hai chiều, à, hai chiều nhá. Quay ngược lại là ok. Ngoại hình của máy đây mọi người anh xem. À. Thì bên trong vẫn vậy nhá, chưa đụng chạm đâu, những con này nói chung là chưa đụng chạm gì hết. Con nào thì cũng như con nào thôi. Đây. Rồi, mã số mấy? Mã số 8 giá là 350k. Mã số 8 giá 350 nhá. Hầu hết là em đồng giá cho các anh. Con tiếp theo một con Daiwa Viking GS70 luôn. Đây, ngoại hình đây. Ở đây nè, đây mới đánh thôi, cũng đánh chưa có kỹ là do cho lắm. Đây. Con này thì cái lạy của nó thì nó cũng giống như con kia nhé. Nói chung các anh về bảo dưỡng những con này giúp em. Đây, nè. Chắc đẹp nhá. Chắc ok luôn. Mã số mấy? Mã số 9 giá là 330. Mã số 9 giá 330k nha. Mã số 10 là một con Daiwa Viking, con này Daiwa Viking gì đó. Chắc cũng là GS7 thôi. Rồi, đây, nè. Mọi anh xem. Chưa đụng chạm nhá. Rồi, một chiều chốt chặn đây. Nó chắc cứ tí. Đây một chiều chốt chặn đây coi nhá. Nè. Con này cái nút bật đây, nút bật ở đây nó bị gãy phần này nè. Này chế lại được, ở đây nó còn cái nút nè. Còn nhá. Máy này mã số 10 giá là 300k. Mã 10 giá 300 nhá. Rồi con tiếp theo mã 11. Con này là một con Daiwa Viking 70. Này ngoại hình sáng ở đây mắc cái tem. Bên trong cũng vậy luôn nhá. Đây, một chiều chút chậm. Con này tay phải nhá. Này hình như chỉ có con kia duy nhất tay trái. À, tắt âm nè, hai chiều tắt âm, cái nút đó bật tắt âm nhá. Đây, máy này ngon, mã số 11 giá 350k nhá. Mã 11 giá 350 ạ. Mã 12 là một con Viking ạ, Viking 77. Đời này, con này nó cao hơn nè. Đây. Cũng là bên tay phải ra nhé. Bên tay phải cho mình. À, tắt cầm nè. Hai chiều. Những con này thì full zin hết rồi. Đây, mở cho các anh xem. Đây. Đầy đủ nhá. Mã số mấy? Mã số 12 giá là 370 con này. Con này mã 12 giá 370 nha. Mã 13 nè. Con này con khác nha. Con này thuộc hãng Olympic Clipper 80. Hãng Olympic nha, đầy đủ luôn, chức năng. Hàng nội địa Nhật có in bên dưới nè, Minzaba. Bên đây, bên trong nè. Em bò dầu mỡ cũ nó nhá.
này là chưa đụng qua đâu. Rồi con này hoạt động của nó đây, một chiều chốt chặn này, cũng là tay phải cả nhá, cũng là tay phải cho mà. Đây là nút hai chiều, còn đây là bật tắt tiếng kêu nhá, cũng vậy luôn, hoạt động ngon hoài. Đây, mọi hình còn sáng đẹp. Mã số máy, mã số 13, giá con này là 500k cả nhá. Mã 13 giá 500. Con này, những con này rất là thông dụng, bởi vì các anh đánh cá nhỏ, cá lớn cũng được. Đây, các anh cứ xem, có những con máy cước nhỏ này, những con máy cước rất là to, cước cực kỳ to luôn. Đây, cước đánh biển luôn nhá. Rồi, con máy ngang ạ. À, tiếp đến là máy lua ngang cho các anh lua dê cá lóc nè. Con này Shimano Bass One XT, bản Malaysia xuất Nhật nhá. Con này thì nguyên zin luôn, nói chung hàng mới về. Đây, đây tay quay của nó thì nó chậm tí thôi nhá. Tay quay nè, mời anh xem. Anh về anh bảo dưỡng lại nhá, thêm dầu thêm mỡ bôi giờ ok. Này, nó xả bằng ok cho mình luôn, ok hết luôn nhá. Con máy này tay phải à, nè xứ nè, tuyệt. Rồi, con này máy lua ngang tay phải, lua lóc, mã số 14, giá là 400k, mã 14 giá 400. Mã 15, con này thuộc bản China xuất Nhật cả nhé, thuộc bản China, đây. Con này chạy 4 bidin à, và ratio của nó là 6.1 nhé, ratio cao. Số cước ni lông của nó, số 3 vào được 120, còn dây dù BE các anh vào, số 1 vào được 160m nhé, 160m. Sẵn dây dù BE đây, này, rất tiện cho con này nhé, tay cầm nó to nè, con này quay thì rất mượt rồi. Nó quay nó nhẹ, nó còn nó nhẹ nhá, mình đánh liền là ok. Này, được nhá, xử ra chạy đều. Con này máy máy bên tay phải nhá, máy bên tay phải có thắng ly tâm cho mình, đúng đầy đủ. Mã số 15 giá 400k, mã 15 giá 400 nhá. Mã 16 là một con máy dạng tròn này, con này cho các anh để giá tốt lại cho các anh về các anh thay tay quay khác vô cũng được. Mua tay quay khác để vô chế nhỏ đẹp này, còn ok nhá. Này, con này là một con Rico này, một con Rico nhá, Rico 1505 GM Plus, con này limited 2004 ra nhá, 2004. Này, máy này các anh cũng có thể đánh lóc luôn, lóc nhá. Các anh dùng cần máy ngang, cần máy ngang, hoặc là các anh đánh dứt biển nhá, lùi lóc hoặc dứt biển. Mượt mà cho mình. Máy tay phải nhá, có thắng ly tâm này. Mã số máy, mã số 16, giá là 450k. Mã 16 giá 450. Mã 17 là một con Pinaser Vision nhá. Con này Vision là bản con này thuộc bản Korea xuất Nhật nhá đây. Hình như con này là Of Korea thôi, Of Korea. Rồi, một chiều chốt chặn này. Con này về các anh bảo dưỡng lại thêm nhé. Nói chung máy mới thì em đi về cái là em lên luôn, lỗi gì thì em cũng bán giá lỗi nhé. Đây, con này ratio 5.3, chạy là 4 bạch đạn anh nhé, chạy 4 bạch đạn. Đây, bên trong ok nhá, nó còn chạy được là ok, điều khiển được là ok. Các anh về bảo dưỡng lại giúp em xứ nè, xứ gold nhá, xứ vàng gold. Và mã máy, mã số 17, giá là 500k, mã 17 giá 500. Mã 18, những con này đây, con này rất là đặc biệt cả nhá. Con này là Daiwa Million này, chạy hai bạch đạn. Và đây cái khung Daiwa nè, rất đẹp nè, có cái tàu nha và núm nè, núm hạm đầy đủ. Đây đóng chữ nè, rất đẹp cả nhá. Con này các anh mua về sưu tầm cũng được, bởi vì con này là bản đời 1970 nhá. Yên của nó bán là 15.000 yên cả nhá, 15.000 yên, em thì bán giá một nửa cho các anh nha. Đây, hàng nội địa Nhật đây, Mizuya ba, xả cước đầy đủ luôn, quay ok, một chiều chốt chặn quay ok luôn. Này, quay cho các anh xem, máy còn rất mượt sáng. Này, đây, đây, ok các anh nhá. Bạn này thì các anh về sưu tầm được, 1970 nhá, mã 18 giá 1.500.000 ạ, mã 18 giá 1.500.000 cho con này. Tiếp đến là một con Fleagle, cho các anh sưu tầm hoặc các anh đi câu cũng được, sưu tầm trưng bày được. Fly gỗ nhá, Fly gỗ đấy, bằng con Fly này. Mã số máy là mã 19, giá là 500 con này nhá. Con này Fly gỗ mã 19 giá 500.
Mã 20 là một con máy đứng nhá, Sui 2500. Size thực của máy là 2500 luôn, số cước số 3 220, số 4 150, 5 là 100. Lẻ 110, cả cước này, đắt vậy. Cối hợp cối nhựa nhá. Cối nhựa và thân carbon. Con này chạy một bạch đạn và nè, cái mã bên này rất đẹp. Lăng cước sáng đẹp luôn. Ở trên núm keo, mô bin sóng rồi. Tay quay đổi trái phải nhá. Máy này máy đứng nhá, cước rất nhạy. Đây, tay quay đây, một chiều chốt chặn đây ạ. À. Quay ok ca nhé, nhẹ. Mã số 20 giá là 180k. Mã 20 giá 180. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Các anh báo mã, báo số video cho em nhé. Video em có ghi ở trên. Video số 450 ạ. Rồi, con tiếp theo một con Daiwa Super Spinter ST700i. Con này size máy là size tầm 1500 nhé. Hà Nội địa Nhật, Mỹ Japan. Tay quay đổi trái phải, mô bin sóng rồi. Cả cứu đây, tốt nè, lăng cứ sáng đẹp. Con này cho các anh đánh cá nhỏ, phối với càng hay chi, rồi bè câu cũng được, đánh cá nhỏ trên bờ được nhá. Đánh tầm là 1-2 kg đổ lại là được các anh nhá. Những con cá nhỏ thôi, thường thì con cá nhỏ thì dễ câu hơn tí. Mã số mấy, mã số 21 giá là 250k, mã 21 giá 250. Mã 22. Là một con của bạn, con này là bạn, con này là bạn Bangladesh nha, Bangladesh Olympic Super Changer VX800B của hãng Olympic, size thực 2000, số cước của nó số 3 150, số 4 100, số 5 là 80m. Tay quay đổi trái phải nha, đặt cước đây, mô bin sóng nè, đặt cước sáng đẹp, tay quay kim loại ạ, một chiều chốt chặn đây, hai chiều đây ạ. Mã máy là mã số 22 giá là 220k. Mã 22 giá 250 nhé. 220 nhé. Mã 23 IX2000B, hàng nội địa Nhật nhé, Made in Japan. Radio của máy là 3.4. Số cước số 2 209, số 3 200, số 4 là 130. Size thực máy là size 3000 nhé, 3000 đến 3500. Tay quay đổi trái phải, gạt cước đây, tốt nè, đắt nhạy, lăng cước sáng, mô bin sóng, bị gạt kêu đầy đủ, và một chiều chốt chặn đây, hai chiều đây, máy quay cũng khá ok nhé, ở bên trong nó kiểu nó không có dầu á, không có dầu thôi. Mã số máy, mã số 23, giá là 230k, 23 giá 230. Con tiếp theo là một con bản Thái Lan xuất Nhật nhé. Con này thuộc bản Thái Lan. Daiwa Long Cat ạ. À. Con này Long Cat A 1600 nhé. 1600. Rồi đá fit nè. Nó có pha carbon cho mình nhé. Có pha carbon. Số cước của nó. Số 4 là 200. 5 là 150. 6 là 120. 46. Cả cước đây. Chắc nhảy. Đang cước nè. Cũng còn ok cả nhé. Nó. Ở đây thì nó có một đường thôi. Có một đường thôi nhé. Ở đây con ốc nó hơi lỏng tí. Dịch chuyển ốc nó hơi lỏng tí. Rồi, tay quay đổi trái phải, tay quay là kim loại, một chiều chốt chặn đây, con này quay thì nhẹ rồi các nhá, con này quay thì nhẹ rồi. Và size máy ạ, size máy là size 4 đến 5 nghìn nhá, con này tầm 4 nghìn, trên 4 nghìn nhá. Mã số máy, mã 24 giá là 330k, mã 24 giá 330. Ngoại hình có xíu một ít thôi. Mã 25 là một con đuôi chuột nhé. Daiwa Carbon Spin GS800RD. Con này là chạy bon bidin, hàng nội địa Nhật nhé. Made in Japan này. Mô bin là mô bin sóng, còn thân carbon. Và ở đây nó có ghi số trước này, như là số 3 là 230. Số 2 230 nhé. Số 3 160. Số 4 110. Size máy là size 3000. Kẹt cước đây. Cũng nhảy nè. Đang cước sáng đẹp nè. Tay quay đổi trái phải ạ. À. Con này núm spool nằm bên dưới nhé. Núm côn nằm bên dưới. Một chiều chốt chặn đây. Và máy quay rất nhẹ. Không xào lắc luôn nhé. Hai chiều. Máy này quay rất nhẹ ra nhé.
Size 3000 ạ, mã số 25 giá 300k. Mã 25 giá 300 ạ. Mã 26 là một con Daiwa Long Sprinter ST750B. Thằng carbon nhá, số cước số 2 200, số 3 150, số 4 là 100, size máy size 3000, màu biên sống. Hàng nội địa Nhật nhá, tay quay đổi trái phải. Quay ok cho mình. 1 triệu chốt chặn nhá. 2 triệu. Quay mượt nhẹ cho mình nhá. Đặt cước đây. Đặt cước ra, mượt nhá. Đây mã máy đây. Mã số 26 giá 270k. À, 26 giá 270. 27 là một con DOB RX0 subcutting nhá. Con này ra TO là 3.8, hàng nội địa Nhật. Size máy là size 6000. Cối là dạng cối nhiều cối một, bô bi sống nè. Đặt cước đây. Còn nhảy nha, lăng cước còn sáng đẹp luôn em mà các xem lăng cước rất sáng. Tay quay thì đổi trái phải được, con này size 6000, có thể đánh cá lớn, đánh lục được nha. Quay mượt mà. Quay đắt nhẹ con này luôn, con này quay đắt mượt. Này. Mã máy là mã 27, giá là 300k. Mã 27 giá 300 nhá, size 6000. Mã 28 là một con Daiwa Sprinter ST950DX, hàng nội địa Nhật, tay quay đổi trái phải, cối là dạng quad carbon, xuất cước số 4 là 220, số 5 107, số 6 là 104, size thực máy là size 4 đến 5000 nhá, năm tầm 4 đến 5000 cho mình. Đặt cước rất nhảy luôn. Đặt cước sáng đẹp, tay quay đổi trái phải. Tay quay kim loại này, ngoại hình con này còn sáng, cái quay điểm xước nhỏ thôi. Sáng nhá. Một chiều chốt chặn đây. Quay rất nhẹ luôn, hai chiều nút bạc cũng tốt luôn. Để quay hai chiều cho các anh xem, dừng cho các anh xem. Mã số máy, mã 28, giá của nó là 400k. Mã 28 giá 400 nhá, size 5000 nha nhá, size máy đầm đập tay cho mình, đánh cá to được luôn. Con tiếp theo là một con nhỏ, con mini nhá. Con này là Abu ạ, Abu Cardinac nhá. Này, Abu Cardinac là con này thì size của nó là size 1000 cả nhá, size tầm 1000, tầm 700 đến 1000 cho mình. Ở đây thì nó chạy 7 bạch đạn cả nhá, con máy chạy 7 bạch đạn cho mình, cối là cối hợp kim, cước thì còn đủ luôn cho mình đánh cá luôn, cước rất là tơ nhỏ thôi, hình như 0.8 gì đó, mô bin sống rồi, bên trên đúng keo đầy đủ nè, gạt cước đây, còn nhảy luôn nhá, lăn cước đây ạ, hơi dính bụi thôi, chà cái là bóng nè. Còn mượt nhá, lăng cước còn mượt đẹp. Còn mấy Abu Garcia nhá. Đây ngoại hình nó đây. À, một chiều chốt chặn này ạ. Con này thì nó có hàng nó mới về nên tay quay nó hơi cứng tí các nhá. Em mới xịt nước RB7 rồi thôi. Hàng mới về nên tay quay nó hơi cứng tí, mình quay nhiều thì nó mượt lại nhá. Đây, con này quay rất mượt rồi, chạy 7 bạch đạn được các nhá. Đây. Không tiếng xào lắc luôn. À, hai chiều nè. Con máy nhỏ nhá, máy nhỏ xíu cho mình. Radio của nó là 5.1. Vòng tua 5.1, mã số 29 giá 650k. Mã 29 giá 650, đổi tay trái phải được ạ. Con tiếp theo một con Daiwa Dragon Jet 3500C. Size máy là size 5000 nha nhá. Size thực của nó so với Shimano là 5000. Và xuất cước của nó số 4 là 200, số 5 là 150. Máy này là thuộc bản Thái Lan xuất Nhật, phối hợp kim luôn. À, bên trên đấm Daiwa rất đẹp, bên trên còn đẹp nhá, đặc biệt bên trên nó đẹp, bộ bên sống này để gà kêu đầy đủ, đặt cước đây rất nhạy, lăng cước nè, màu vàng gold chắc sáng luôn, mã bên này cũng sáng, ở đây có vài điểm chống cằn, nó chống cằn ở dưới nhá, chạy một tí xíu ở dưới, tay quay cái độ trái phải được ạ, nè, ốc vít của nó màu vàng gold bên trong luôn. À, con này có nhược điểm thôi, ở đây cái tay quay nó bị bẻ góp rồi, có thể dùng ok nhé, dùng ok hết hoặc các anh thay tay quay khác cũng được, trên Shopee thì cũng có nhiều tay quay nó ok hết nè, rất đẹp nhé. Rồi con này một chiều chốt chặn có thắng ABS và quay rất là mượt.
quay rất mượt coi nhá, không tiếng xào lắc luôn. Con máy này còn nguyên nguyên vẹn độ độ hoạt động nhá, độ hoạt động còn nó của nó còn rất là tốt, cực kỳ tốt luôn, có thể đánh cá lớn, anh có thể đánh lóc nè, đánh lóc, đánh chép, săn mè, săn tra được luôn nhá, săn tra đánh lục cũng được luôn. Mã máy là mã 30, giá là 750k, mã 30 giá 750 nhá. Đây qua đi rồi. Con tiếp theo một con Shimano Enos XT4000, những con này có thể lưu lóc lưu chèm, xe 4000 nhá, XT4000, con này là bản Malaysia nhá, Malaysia, máy Shimano. Ngoài hình thì có xước quậy trên vài nơi, nhưng mà đây tay quay cũng còn zin, cối là hợp kim, mobin là mobin sống, số cước số 3 là 200, số 4 150, số 5 là 100m à, 110 nhá, 110 đến bên trên này, mobin sống rồi, đạt cước đây cũng còn ok, đăng cước thì cũng còn mượt nhá, cũng còn mượt, nó có rêu thôi nè, em bạn xem con này thì lăng cước xoay nhá, lăng cước xoay còn xoay ok luôn. Cái này các anh dễ đánh lại nhé, nó có tình trạng nó rêu rêu mấy phần. Rồi, tay quay độ trái phải được ạ. Một chiều chốt chặn thì có thắng ABS. Và hoạt động đây mời các anh xem. Cho các anh nghe tiếng này. Không một tiếng xào luôn các anh nhé. Không một tiếng xào luôn con này. Hai chiều này. Rồi, máy này mã số 31 giá là 800k. Mã 31 giá 800 nhé. Những dòng đời đó là đời như ngưng sản xuất rồi. Con tiếp theo là một con Shimano Navi ạ. Shimano Navi 4000. Khối hợp kim, thân carbon, tay quay kim loại nhá. Navi này, Shimano nhá. Con này số cước của nó số 3200, số 4150, số 65 là 100m và nó có sẵn dây dù BE cho các anh luôn. 0.8 là vào được 580m. Số 1 vào được 480, 1.5 320, 2 là vào 270m nhá. Đặt cước đây. Còn rất nhạy, đăng cước nè, còn rất sáng luôn. Đây, bên trên nè, đúng nè, đúng bên trên sáng nè, sáng đẹp, cái tạnh hưởng. Tay quay, đổi tay trái phải, ở đây bên này nó mắc cái nấm, nó còn óc xíu, nó mắc cái nấm ngoại hình thôi nha. Đây, một chiều chốt chặn có thắng ABS đầy đủ. Những con này các anh có thể đánh đa dạng câu, đánh lưu lóc, chẹm to, hoặc là lục đầu cần, đơn ngâm lăng xe. Con này cũng có thể đánh ba tiêu nhé, ba tiêu quay rất mượt, không tiếng xào, hai chiều này. Những con này thì xài rất là bền và thân hình nó chắc chắn, nó đánh cá to được nhé. Con này thì bản đời của con này có cái núm để cho mình chạy chim châm dầu nhé. Đây ở cái núm này nè, các anh có thể châm dầu vào máy từ cái đường này nhé. Mã số máy mã 32, giá của nó là 900k à. Mã 32 giá 900 nhé. Đây con cuối cùng ạ, con cuối cùng đó nhá, một con Daiwa Sportline GS5000, con này size máy là size 10.000 ra nhá. Đây số cước số 5 400, số 6 320, số 7 là 207, số 8 là 203, số 10 là 180m nhá. Con này hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan. Đây ngoại hình rất đẹp, em mời anh xem, con này là ngoại hình là trên 90% nhá. Đây, mới sáng đẹp luôn, nhìn con máy là biết hoạt động như nào rồi các anh nhé. Mô minh sống thì con này nó có ghi thông số đây, cước số 10 ghi thông số cước, phối hợp kim, đạt cước đây thì rất tốt rồi, đăng cước sáng đẹp, tay quay đổi trái phải luôn nhá. Này ok hết luôn, nhìn ngoại hình là thấy nó vượt rồi. Này, đẹp luôn tất cả nhá, một chiều chốt chặn đây, con máy còn ok cho mà quay tốt luôn nhá, quay tốt luôn và không một tiếng xào lắc luôn nhé. Con này còn rất là mới luôn rồi. Đây, em mời anh xem. Đây, cốt trợ lực đầy đủ nhé. Bánh răng nó rất là to. Đây, bánh răng rất là to. Cái này trên 2 ly, tầm 3 ly gì đó. Rất to luôn nha. Rồi, con này mã cuối cùng nhé. Mã 33, giá của máy là 900k. 33 giá chỉ 900k thôi nhé. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like và một lượt đăng ký, chia sẻ giúp em ạ.
Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo xảy ra nhé. Anh nào đặt hàng, vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0356776692. Và em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào tạm biệt.